Chúng ta bây giờ hãy nói tới à, giá của Bitcoin đi thì các bạn thấy là BTC đang nắm níu cái mức là 20.000 đô thì à, một trong những lý do tôi nghĩ là tại sao mà giá của BTC lại tiếp tục xuống hồi sáng này đó chính là vì cái tin đồn liên quan tới sàn Malgox làm cho nhiều người lo sợ. Nhưng mà chúng ta thấy được là từ ngày hôm qua tới bây giờ đó giá cả thực sự cũng đã xuống rất là nhiều rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy được là BTC bây giờ à, dựa theo uh, CoinGecko đó thì vẫn dưới 20.000 đô à, khoảng chừng là 19.985 hôm nay lại xuống thêm 3,3% ethereum thì xuống nhiều hơn xuống 5,2% mà mức là 1478 478 à, bnb thì xuống hơn chừng là 3% à, những cái coin khác đó, xuống phần trăm cũng tương tự mà thôi các bạn thấy được là solana cũng vậy, doge cũng như vậy nói chung đó, thì cả thị trường crypto hôm nay đã một lần nữa lại xuống thêm 3,1% à, cả thị trường crypto đang nắm níu cái mức là 1 000 tỷ đô la hiện tại và chúng ta thấy được là không chỉ riêng là crypto đâu cổ phiếu các bạn đã biết là hôm qua đó cổ phiếu Hoa Kỳ đã xuống rất là nhiều kết thúc như bạn đã biết là chỉ số Dow Jones xuống là một 000 điểm Bản thân của Thuần nữa thì không nhớ là lần cuối cùng chỉ số Dow chôn xuống hơn 1.000 điểm là khi nào nữa. Đã lâu rồi chúng ta mới thấy là một ngày mà xuống nhiều như vậy. Và tại sao thì nhiều bạn cũng đã nhớ là hôm qua đó thì Chủ tịch Fed uh, John Powell đã có cái bài diễn văn ở hội nghị Jackson Hole và sau đó mọi người lại hoảng loạn. Và thật ra đối với thường những gì mà Fed chia sẻ đó cũng giống như những gì mà Fed đã từng chia sẻ trong vòng mấy tháng nay. Cái giọng điệu đó cũng giống như vậy mà thôi cũng không có gì gọi là khác biệt hết. Không biết tại sao mà bây giờ mọi người lại phản ứng mạnh như vậy. À, chúng ta cũng đều hiểu là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất, tôi đã chia sẻ với các bạn nhiều lần trên channel này rồi à, và để các bạn hiểu được đó, là cổ phiếu chỉ một ngày thôi, cổ phiếu Hoa Kỳ đó chỉ một ngày thôi vì một bài diễn văn dài khoảng chừng vài phút của Fed à, mà ngày thứ sáu đó cổ phiếu Hoa Kỳ đã bốc hơi 1,2 nghìn tỷ đô la, các bạn thấy có thể thấy được là lời nói của Fed quyền lực cỡ nào một ngày thôi đã bốc hơi 1,2 nghìn tỷ đô la vì một bài diễn văn ngắn của Fed Và để các bạn hiểu được là con số này kinh khủng cỡ nào đó Các bạn để ý con số 1,2 nghìn tỷ này Khi mà các bạn so sánh với lại tổng số vốn hóa của cả thị trường crypto Nói chung thì chỉ hơn 1 nghìn tỷ đô la mà thôi Cả vốn hóa của thị trường crypto đó không bằng cái số lượng tiền bốc hơi trong chứng khoán ngày hôm qua Các bạn có thể thấy được là kinh khủng cỡ nào Thứ hai, thị trường crypto này thật sự là nhỏ cỡ nào. Cách đây khoảng chừng 2 ngày đó thì ở trên Finbo có chia sẻ một cái bài viết đến từ một cái chuyên gia kinh tế đó, Harry Dent. À, thì nói là Bitcoin đó là một hiện tượng rất là lớn, nhưng mà Bitcoin cũng sẽ sập giống như là .com bubble, nghĩa là bong bóng .com trước khi mà Bitcoin tăng trưởng trở lại. Thì khi mình đọc bài viết này đó thì um, thường lại có một số suy nghĩ Thường muốn chia sẻ với các bạn. Khi mà chúng ta nói tới à, giả sử chúng ta trở lại thời gian đi mà chúng ta nói tới cái à, thời điểm của bong bóng .com thì trước đó năm 1998 đó thì à, nếu như mà các bạn trở lại thời điểm đó nó thường nghĩ là nhiều người nếu nói là không nhận ra được Uh, Internet và tương lai thì cũng không đúng đâu Thì nghĩ là rất nhiều người uh, đã nhận ra được là Internet sẽ là một phần của tương lai Cũng giống như bây giờ đó rất nhiều người thường nghĩ là cũng đã hiểu hơn là Bitcoin là một phần của tương lai Thôi chia sẻ một số những chứng với các bạn Nhưng mà chúng ta trở lên năm 1998 đi thì bây giờ đó chúng ta đã biết chuyện gì xảy ra rồi Thì có thể là nhiều bạn à, nói là tại sao mà một số người đó à, Năm 1998 đó hiểu được Internet tương lai Thì nếu như mà họ mua những công ty lớn đứng đầu thời điểm đó thôi Các bạn nhìn thấy được đây là danh sách những công ty đứng đầu à, Như là Yahoo, Amazon, Excite, Lycos, eBay, Booking, Interactive Corp, Infospace, broadcast.com và iVillage, thì những công ty này đó, cho dù các bạn nhắm mắt mua những công ty lớn này, thì các bạn phải thấy là Amazon bây giờ đã tăng trưởng cỡ nào rồi. À, chúng ta thấy là vẫn còn eBay, vẫn còn Yahoo. Tuy là Yahoo bây giờ không giống như xưa nữa, nhưng mà qua bao nhiêu năm tháng đó, thì các bạn thấy được là một số những công ty này đã không còn hoạt động nữa. Nhưng mà những công ty ở lại đó, thì các bạn thấy được nó đã tăng trưởng cỡ nào rồi. Các bạn vẫn có khả năng kiếm được rất nhiều tiền chỉ cần là các bạn mua cổ phiếu của những công ty lớn mà thôi đó thì các bạn đã có thể làm giàu rồi nhưng mà chúng ta ngồi đây nhìn lại quá khứ đó thì các bạn cảm thấy được là đơn giản nhưng mà thật sự là không hề đơn giản đâu. Tại vì đó cho dù các bạn có cái tư duy đó đi nữa thì một trong những điều rất quan trọng đó chính là tâm lý đầu tư. Tại vì các bạn nên nhớ đó là bây giờ chúng ta nhìn lại giống như là Nasdaq đi thì chúng ta thì được là Nasdaq à, tăng trưởng à, theo thời gian thì rất rõ ràng rồi. Để thường cho các bạn thì được là chỉ số Nasdaq này khi mà thuận nhìn vào từ năm 1981 đó, tới thời điểm bây giờ thì các bạn thấy rất rõ ràng là chỉ số Nasdaq là chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ đó thì cái sự tăng trưởng rất là rõ ràng nhưng mà thực sự khi mà chúng ta nhìn lại những cái đợt như là bong bóng com đó thì các bạn thấy là trên màn hình không đáng sợ nhưng mà khi mà các bạn zoom vào đó các bạn mới thực sự thấy được là lúc đó bong bóng com đó đáng sợ cỡ nào và khiến cho rất nhiều người đó họ đã không vững tâm lý nữa cho dù là họ đang nắm giữ được những cái công ty lớn như là Amazon họ cũng không có nắm vững tâm lý Bây giờ chúng ta nhìn ra thì cái bạn này được là không còn đáng sợ nữa Tại vì Nasdaq chỉ số này đã tăng rất nhiều rồi theo thời gian Để các bạn hiểu rõ hơn đó thì các bạn có thể nhìn thấy được chỉ số Nasdaq năm 2000 đó đã giảm 78% từ thời điểm là tháng 3 cho đến đầu tháng 10 của năm 2002. Các bạn thấy là một thời gian mấy tháng trời đó chỉ số Nasdaq đã giảm cực kỳ kinh khủng luôn 78% không có thua gì crypto bây giờ đâu các bạn. Chỉ số Nasdaq đã có sự dao động mạnh như vậy thời điểm đó và chúng ta có thể nhìn thấy được là đó là chị Sunada, chỉ số chứ còn chúng ta tính riêng giống như là chúng ta tính công ty Amazon đi đây là cái tài liệu liên quan đến là tính theo hàng năm đó thì cổ phiếu của Amazon đi xuống bao nhiêu phần trăm thì tùy theo thời điểm các bạn thấy là từ năm 1997 đến năm 2016 đó chỉ tính cái khoảng thời gian là khoảng chừng 20 năm này thôi thì các bạn thấy được là có nhiều năm

khi mà các bạn nhìn vào cái sự lên xuống của cổ phiếu Amazon như vậy đó, thì nếu như các bạn là một người mà lưu trữ cổ phiếu Amazon từ những năm như là 1998, thì các bạn có vẫn lòng tin để mà lưu trữ tới thì đến bây giờ hay là không? Bây giờ các bạn nhìn lại thì các bạn thấy được lưu trữ dài hạn trung bình giá của Amazon, đó, thì các bạn có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận, tại vì các bạn nhìn thấy được là cổ phiếu Amazon đó đã đi từ thời điểm chỉ có 6 sen mà thôi, năm 1997 mà lên tới 130 đô hiện tại. Lại. Và đương nhiên trong thời gian đó đã có nhiều đợt giống như là trả lợi tức hay là cổ phiếu Amazon chia ra à, trong lịch sử Nhưng mà chúng ta thấy được là nhìn lại thì cổ phiếu Amazon đã tăng trưởng rất là mạnh Các bạn có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận Nhưng mà như đợt thường đã chia sẻ với các bạn chỉ trên Nasdaq đó Bây giờ các bạn nhìn lại các bạn cảm thấy không kinh khủng Nhưng mà khi các bạn zoom vào năm 2000 thì lúc đó giá đi xuống như thế nào Các bạn thấy được là cổ phiếu Amazon từ tháng 12 của năm 98 đó là ở mức khoảng chừng à, gần như 5 đô la các bạn thì được là 4 đồng 97 cent mà tới năm 2001 đó cổ phiếu này chỉ còn có là 70 cent mà thôi các bạn hiểu là cái phần trăm đi xuống kinh khủng cỡ nào và không phải đi xuống một lần mà đi xuống rất là nhiều lần như vậy như các mà nhìn thấy trong lịch sử thì khi mình chia sẻ cái này với các bạn đó, các bạn có thể thấy được là một trong những cái yếu tố rất quan trọng đó chính là lòng tin và cái sự kiên nhẫn. Và điều khó nhất đó là khi mà các bạn thấy giá cả đi xuống đó hàng năm như vậy, các bạn sẽ dễ dàng lo sợ và mất đi cái phương hướng dài hạn những gì mà các bạn tin tưởng đó thì mỗi lần mà các bạn nắm một tài sản như vậy thì câu hỏi là giá cả có thể lên xuống đó là cái nguồn cung và nguồn cầu ở trên sàn giao dịch nhưng mà căn bản lòng tin các bạn đối với tài sản đó có thay đổi hay là không? Nếu như căn bản không thay đổi mà còn có cái sự tăng trưởng theo thời gian nữa có nghĩa là công ty Amazon thì năm này qua năm nọ đó kinh doanh của họ đã tốt hơn tốt hơn mặc dù là cổ phiếu à, vẫn dao động nhưng mà căn bản công ty này đó càng ngày càng vững chắc hơn giá cả và giá trị có thể là không có trùng hợp với nhau ở bất cứ một thời điểm nào nhưng mà thời gian dài hạn thì các bạn sẽ thấy được là giá cả sẽ đi theo giá trị và chúng ta nhìn thấy cái Tài liệu này của Amazon đó, rất là giống gì? Rất là giống như là lịch sử của BTC như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Đây là lịch sử của BTC đó, là những cái đợt mà giá của Bitcoin đi xuống từ năm 2012 đến năm 2021. Thì các bạn đã thấy được rất nhiều đợt à, giống như là năm 2013 BTC xuống 82%, năm 2016 xuống 86%. Các bạn thấy được là năm... 2018. 2017 đó xuống duy nhất là 34%, năm 2018 xuống 83%. Các bạn thấy được là BTC nhiều năm xuống hơn 30% thì lưu trữ những cái thời điểm này đã hoàn toàn không dễ đâu cho nên lòng tin là một yếu tố rất là quan trọng và để có đồng tin các bạn cũng phải hiểu được là các bạn đang đầu tư gì Và thôi chỉ lấy Bitcoin là ví dụ mà thôi Tại vì thôi rất là tin BTC Các bạn có thể không tin Bitcoin các bạn có thể tin một đồng khác cũng được Hay là các bạn có thể là không tin crypto các bạn tin một mảng đầu tư khác Giống như là bất động sản hay là vàng cũng được luôn Nhưng mà các bạn phải cần hiểu là tại sao các bạn có lòng tin Các bạn cần phải nhìn vào những cái tài liệu gì giống như là BTC đi các bạn có thể nhìn thấy được là theo thời gian đó, mạng lưới của BTC ngày càng có nhiều giao dịch và cái số tiền càng lớn hơn như là các bạn nhìn thấy được là gần đây, trong phạm vi là 60 ngày qua các bạn thấy được là hàng ngày chúng ta có thể có là 1 2 3 4 5 tỷ đô la giao dịch thông qua mạng lưới của BTC và chúng ta có nhìn thấy được là trong thời gian dài hạn đó thì ngày càng có nhiều khối lượng giao dịch thông qua BTC hơn và chúng ta có nhìn thấy được mạng lưới của BTC đó tính cho đến cái thời điểm là ngày 24 tháng 8 đó thì dựa theo cái biểu đồ của Classno cho thấy được là BTC đã xử lý tổng cộng là hơn 100.000 tỷ giao dịch rồi. Đương nhiên các bạn thấy được là đây là con số tính chung mà thôi. Nếu như chúng ta tính những cái giao dịch ở trên blockchain giữa những cái đơn vị khác nhau, như là một đơn vị có thể là di chuyển nội bộ, nếu chúng ta lấy cái phần đó ra tính di chuyển qua một đơn vị khác mà thôi thì chúng ta cũng có thể thấy được là cũng tăng trưởng theo thời gian và cho đến thời điểm tháng 8 đó đã có tổng cộng là khoảng 7,3 nghìn tỷ giao dịch thông qua BTC rồi tăng trưởng theo thời gian chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là đối với lại BTC đó thì ước tính như là đây là bài thuyết được chia sẻ bởi Documenting Bitcoin thì cho thấy được số lượng người mà biết đến sử dụng đó thì hoàn toàn là không ít bây giờ mặc dù là vốn hóa với nước nhỏ nhưng mà chúng ta thì được là theo thời gian đó thì càng ngày càng có nhiều người biết đến hơn giống như là ở Bắc Mỹ đó thì có khoảng 51 triệu người ở Nam Mỹ thì có 27 triệu người ở châu Phi là 53 triệu người ở châu Âu là khoảng 43 triệu người ở châu Á là khoảng 130 triệu người rồi bên dưới này đó là giống như nước Úc đó là khoảng 1 triệu người không chỉ riêng là chúng ta nhìn vào những cái dữ liệu đó mà các bạn có thể là hàng ngày đọc thông tin đó, thì nhiều khi chúng ta đọc thông tin rồi chúng ta lại không kết nối những thông tin đó lại các bạn lại không hiểu được là cái à, sự ảnh hưởng những thông tin đó như thế nào cho nên đó là một trong những điều mà thượng cố gắng làm trên channel này để mà kết nối những thông tin hàng ngày hay là hàng tuần để các bạn có thể là sâu chuỗi những thông tin đó để có được một cái nhìn rõ ràng hơn giống như là chúng ta nhìn thấy được là đây là cái bài thuyết được chia sẻ bởi Bitcoin Archive ở trên Twitter thì chúng ta thấy được là trong vòng một ngày thôi chúng ta đã có cái thông tin liên quan tới là công ty Visa đã cho ra một cái thẻ ngân hàng sử dụng Bitcoin ở nước Brazil và cũng ngày đó chúng ta thấy được là Mastercard cũng làm việc với sàn Binance để cho ra một cái thẻ Mastercard ở nước Argentina cho sử dụng trên 90 triệu cửa hàng khác nhau. Khi mà nhìn lại chúng ta mới thấy được là rõ ràng là đây là cái xu hướng nhưng mà hàng ngày đọc thông tin chúng ta có thể là bị chi phối bởi giá cả lên xuống và ngay cả chúng ta thấy được là đây là cái um, LinkedIn của Michael Meebach thì Michael Meebach là CEO của công ty gì các bạn biết không? Đó chính là của công ty Mastercard như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. CEO của công ty Mastercard, một trong hai công ty mà cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng lớn toàn cầu thì đã nói gì? Nói đó là Bitcoin, crypto là tương lai và Mastercard hoàn toàn muốn là một phần của tương lai và muốn cung cấp nhiều dịch vụ để cho người dân có thể sử dụng crypto thông qua thẻ Mastercard dễ dàng hơn và họ đang làm việc với sàn Binance bây giờ là chỉ ở nước Argentina mà thôi nhưng mà từ từ sẽ nhiều quốc gia hơn được sử dụng thẻ Mastercard dùng crypto của họ cái thông điệp tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video này đó thì cũng rất đơn giản mà thôi các bạn đừng quên mãi mê ngắm cây này hết tới cây kia mà quên đi cả khu rừng và đây là cái video cuối tuần Thuận muốn mang đến cho các bạn Hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ Và như mình nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng mua Thuận Capital đó Các bạn hãy bấm vào cái link bên dưới cái video này Để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay là nhận được giảm phí giao dịch khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, Bitgay hay là Binance Và một số những dịch vụ khác như là bạn nhìn thấy trên màn hình Và một lần nữa Thuận cảm ơn các bạn để dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got